Anh ngồi trên cái ghế cũ giữa phòng, bên ngoài thì trời chút nữa mưa đến bất chợt, dù rằng trời nắng chỉ vài phút trước. Đọc một lần thật kỹ những thứ em viết trong thời gian em còn chưa giam biệt mình vào bên kia. Anh kêu mệt nhoài từng đêm khuya, từ khi liệt nhau vào danh sách những kẻ bất chợt đi qua đời mình. Đọc tin không để lại lời bình, đau đớn không có thù hình. Ta yêu nhau chỉ bằng thú tính, không để đối phương thành con thủ lĩnh. Và vì mưu sinh anh phải chỉnh chu nỗi đau, kể cả có phải thu mình. Anh không đủ tỉnh để có thể say, không đủ say để ngăn mình nhớ. Những thứ trôi qua đời anh chỉ là mặt em ở màn hình chờ. Nếu như thở là thứ duy nhất làm cho việc này trở nên kéo dài, thì thề có bất cứ ai trên cao anh cũng không mong mình được khỏe lại. Nhưng chết đâu đủ hả em? Nó làm cho anh mệt mỏi thao thức không ngủ cả đêm, làm cho trái tim phủ cô đơn chết dần chết mòn trong những rối đen. Căn phòng của anh tối đen và bóng tối là một thói quen. Anh ước có thể trói em vào cuộc đời anh như một đức tin, để không phải khóc những lúc giật mình, để không phải chờ đến khi bất tỉnh mới có thể ngủ một cách thanh thản. Anh không tìm được cách nào khác. Em giam được anh như thể chính anh không muốn mình sẽ đào thoát. Sống thì vẫn giàu dạt, buồn thì viết vào nhạc.